Vâng, xin chào mừng anh em quay trở lại với kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. Em chào các bác nhé. Thì chiều hôm nay thì em vừa đóng xong mấy đơn hàng đây, thì cũng nó vào cũng dần gần giáp Tết, thì khả năng là cũng thưa dần nhận đơn của các bác. Sợ là nhận trong Tết thì lại không trả được đơn thì nó cũng hơi hơi khó khăn, hơi phức tạp. Thì đây em vừa tranh thủ là cũng đóng được mấy đơn để chuẩn bị chờ xe ở bên chuyển phát đến đón. Thì rảnh rỗi thì em cũng quay thêm về giới thiệu với các bác về một số pin mà em đang cung cấp và phân phối ra thị trường bán lẻ cũng như bán buôn. Đấy. Thế thì em Điện Mặt Trời thành Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên nhé anh em nhé. Cái đợt vừa rồi thì thực tế mà nói với các bác em mê pin lắm, nên là thấy nó hữu ích thật sự. Thế thì em bán ở ngoài miền Bắc này thì cũng gửi bưu điện, nhưng mà đôi khi là một số anh em thì thích đến tận nơi để lấy hàng. Thì đợt vừa rồi thì cũng mạnh dạn là cũng mua được lửa công pin 445W để ở trong Hồ Chí Minh anh em ạ. Đấy, thì em để ở kho quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Thì em cũng bán được một số số rồi, như ngày hôm nay thì em bán được 35-38 tấm. Đây, cho có anh Huy ở nhà bè thì lấy 28 tấm này. Anh Sĩ ở trung tâm y tế An Phú An Giang thì lấy 10 tấm. Đấy, cái này thì không nói dối được, vì các dối các bác ấy lên mạng lên kênh các cái bác ấy cười cho các bác ấy nói cho không ra gì đâu, mà cũng chả việc gì phải nói dối. Thì các bác đến kho kiểm tra thực tế đấy, ưng ý thì các bác lấy thôi, pin thì pin đẹp anh em nhá. Đấy, hiện tại thì em sẵn hai đầu kho Thái Nguyên và kho Hồ Chí Minh ở quận 12. Thì đây là tấm pin 455W một mặt kính, thì chủ yếu là ở kho miền Bắc. Kho Hồ Chí Minh thì có ít thôi, còn đâu hơn chục tấm. Thế còn 445 hai kính ở trong Hồ Chí Minh thì còn nhiều anh em nhé. Các bác ấy đến kho rồi thì không giấu được, nhiều thì bảo nhiều, nhiều thật. Đấy, em cũng cố gắng gom góp đấy, độ lửa công em đưa vào đấy để phục vụ, chuyên phục vụ cái đối tượng là anh em nào thích mắt nhìn tay sờ tận nơi. Đấy, thì anh em quanh khu vực đấy hoặc là các bác muốn gửi chành xe thì em sẽ gửi đến. Đấy, thì ngày hôm nay thì em giới thiệu đến hai cái mẫu pin. Là bên em cũng vẫn giao hàng toàn quốc, nhưng mà các bác là nếu mà chốt đơn thì các bác chốt nhanh trước 20 thì 20 âm lịch nhá. Vì sau 20 thì gửi thì cũng phải qua Tết các bác mới nhận được thì hơi phiền phức. Thì tốt nhất các bác chốt sớm, hoặc là các bác nào mà có điều kiện là Thái Nguyên là một này, quận 12 Hồ Chí Minh này, các bác đến trực tiếp. Đấy, đến trực tiếp em sẽ tiếp các bác suốt ngày và sẽ có cái giá ưu đãi nhất cho các bác. Đây là tấm 455W mang thương hiệu Đề Huy anh em nhá. Đấy, 455W, điện áp hở là 49,9V, dòng ngắn mạch là 11,39, điện áp làm việc là 42,1V và dòng làm việc là 10,83A. Đấy, thì đây là pin hấp xeo này, pin mới 100% này, chưa động chạm này, nhà máy vẫn còn để băng keo này, vẫn còn để buộc dây ở đây này, trên các cái hộp lối kỹ thuật đều có mã vạch, mã cốt này. Đấy, rất là chuẩn chỉ anh em nhé. Đấy, còn đây là mặt trước này. Mặt trước thì toàn thân là pin đen bóng này, đời mới nhất 9.3. Đấy, pin hấp xeo thì có một cái vệt giữa, rất là tuyệt vời đối với cái loại pin này. Thì để cho anh em với cái giá là 2.500.000 một tấm pin 455W và 2.450.000 một tấm pin 445W hai mặt kính đang sẵn kho Hồ Chí Minh. Đấy, thì anh em ưng loại nào thì lấy loại đó. Đấy, cứ đến mà sờ mà nhìn thoải mái, ưng thì lấy thôi. Thì cũng tốt một cái mà em bán được khá nhiều đấy anh ạ. Phục vụ anh em được khá nhiều cái loại pin đó. Vì nó thật tế, người thật việc thật. Tuy rằng là bên em có chuyển phát bưu điện, nhưng mà nếu mà phục vụ như anh em nào ở gần ấy thì anh em đến tận nơi thì tuyệt vời hơn. Đấy, thì không cần phải nói thêm gì nữa. Nó rất là dễ. Đấy, còn một việc nữa là như này anh em ạ, hôm nọ thì có gửi cho anh Sơn ở số 37 Thủ Khoa Huân, Sơn Trà, Đà Nẵng anh em nhá. Có một cái tấm em gửi cho bác ấy 14 tấm như này thì là vỡ mất một tấm. Vỡ một tấm thì bác ấy nhà đại gia VIP thì không dùng tấm vỡ, nên là để ra thì em trả lại tiền cho bác ấy rồi. Trả lại một tấm cho bác ấy. Thế rồi em gửi cái tấm vỡ ở chỗ Thủ Khoa Huân, Sơn Trà, Đà Nẵng ấy. Thế bác nào mà ít tiền mà muốn vọc vạch pin ấy thì em cũng công khai báo giá một cái tấm vỡ đấy là 500.000, hiện tại đang ở Thủ Khoa Huân, Sơn Trà, Đà Nẵng. Đấy, bác nào đọc được cái câu thanh lý này ấy thì xin liên hệ với em để cái điện thoại ở dưới góc cuối màn hình ấy,
em sẽ cho số của bác Sơn, xong rồi anh em đến đấy lấy, bởi vì là em gửi ở kho nhà bác Sơn ấy, bác cứ đi vứt gọn ở đấy, đúng không nào anh em nào mà đến lấy thì em giới thiệu rồi bác đưa cho người ta. Đấy, 500.000 anh em nhé, 500.000 tấm đề hui 455W đã bị vỡ kính. Đấy, thì để em cũng không mang về nữa, nhưng mang về lại mất thêm mấy trăm nghìn nữa thì cũng chết em. Thôi để sẵn đấy là 500.000, anh em nào gần thì giải cứu giúp em phát nhá. Đấy, làm lúc cũng tai nạn Tết, giờ tai nạn mới phát. Đấy, bán chục tấm thì bán cho bác Sơn coi như là hòa mới lỗ. Vì là vỡ mất tấm rồi, vỡ mất tấm hôm qua về chuyển khoản cho bác ấy 2.750.000 ấy. Không đùa đâu. Thôi thì việc làm thì nó vẫn phải thế thôi, rủi ro phải chịu thôi, chứ bác ấy giả tiền, bác ấy mua tấm lành thì không thể bán cho bác ấy tấm vỡ được, cũng không yêu cầu bác ấy phải nhận tấm vỡ. Thế là em để tạm gửi cho bác ấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em sẽ bảo đến đấy lấy rồi chuyển khoản cho em 500.000 nha. Kệ là cuối năm mà anh em. Thế thì hiện tại đấy, em kho Thái Nguyên này, điện mặt trời Hải Đăng này, có pin 455W này. Thế còn kho Hồ Chí Minh này có pin 445W 2 mặt kính, cũng của hãng Dehui anh em nhá. Bán rất nhiều, anh em cứ đến lấy thoải mái, lấy thế nào cũng được. Một tấm cũng bán, anh em cứ vào lấy thôi. Nếu mà anh em nào mà ở các tỉnh miền Nam ấy, Đồng Nai hoặc là An Giang hoặc là Cần Thơ, Vĩnh Long ấy, mà biết những cái xe chành xe ấy, xe đò ấy, xe khách ấy, xe tải ấy, thì hoặc là vào kho em mà lấy, hoặc là bảo ở chỗ nào ấy thì em chở ra, đương nhiên là em có tính phí. Nên nó mất vài trăm nghìn ấy, lấy thì nó cũng không sợ đâu. Thế về chỗ em bán pin thì cũng uy tín thôi, vỡ thì em chịu, các bác không phải chịu. Các bác cứ giả tiền lành thì các bác lấy pin lành, pin chuẩn chỉ đẹp nha. Đấy, thế là cái video buổi chiều ngày hôm nay em đưa đến các bác. Đấy chính là cái tấm này nhá, tấm Dehui 455 này bị vỡ mặt kính, đang ở số 37 Thủ Khoa Huân. Anh em nhá, nếu mà cần lấy giải cứu cho em thì 500.000, hoặc đó là liên hệ với em thì em các bác vào đấy mà lấy. Em mà đăng lên phát thì lấy mất ngay mà. Anh em nhá. Rồi, cảm ơn anh em xem video. Nếu mà giải cứu em tấm vỡ thì liên hệ với em này. Người miền Bắc muốn gửi bưu điện thì lấy ở ngoài kho Thái Nguyên này, ngoài Hồ Chí Minh, trong Hồ Chí Minh mà gần quận 12 hoặc loanh quanh đấy thì vào kho mà lấy này, hoặc không vào lấy thì bảo em gửi xe cho. Tất nhiên là có thêm tính phí. Đấy. Chúc các bác buổi chiều vui vẻ và có những cái set up cho mình những cái hệ điện mặt trời cực kỳ thông minh, cực kỳ hiệu quả và tiết kiệm. Đấy, xin cảm ơn anh em.